khi học sinh đăng nhập vào tài khoản của mình trên mở sẽ hiện ra ngay tab bài được giao. Thì ở đây đã hiện ra là đề kiểm tra học kỳ 2 môn toán mà tôi vừa giao cho học sinh này. Kích vào thì đề thi vẫn chưa được mở. Hệ thống sẽ báo là còn bao lâu nữa thì được mở. Sau khi hết thời gian này thì tự động đề thi sẽ được mở ra và học sinh sẽ làm. Các thầy cô cũng hãy phổ biến cho học sinh thật kỹ về cách để làm bài thi đó là học sinh cần phải mở bài thi trước thời điểm mở đề thi để không bị thiệt về thời gian. Tiếp theo là tất cả các thao tác của học sinh trên bài thi ví dụ như tải lại trang, mở tab mới đều được hệ thống ghi lại và có thể được sử dụng để đánh giá bài làm của học sinh. Nếu như có vấn đề mà không thể bấm nút nộp bài được thì tuyệt đối các học sinh không được thoát khỏi bài làm mà hãy để nguyên khi hết giờ hệ thống sẽ tự động nộp bài. Và một điều rất quan trọng nữa là các em học sinh phải đảm bảo đường truyền internet ổn định để có thể làm bài thi online một cách hiệu quả không bị mất bài thi